chào các bạn. Bữa nay mình làm câu viền cắm câu các bạn ơi. Đây đầu tiên là có lưỡi câu nè các bạn. Đây là nhả câu nè. Mình cầm cái dao ra đặng mình chặt cây mình cắm đại các bạn. Các bạn theo chân mình các bạn. Chặt cây trúc nha các bạn. Này mình chặt cây trúc tầm khoảng 4-5 cây gì đấy để mình cắm cái đài mình làm câu viền á các bạn. Thì mình cũng chẳng đi đâu xa, mình cũng cái dòng ao của mình ban đêm á thì mình nghe cá lóc táp rất là nhiều. Nên thì hôm nay mình sẽ làm câu viền vòng quanh ao của mình nha các bạn. Thì tuy nhiên thì chặt cái cây trúc thì cũng không có cần dài lắm các bạn. Thì tùy vào cái độ sâu của nước mà mình chặt cái cây nha các bạn. Thì cũng tầm khoảng 2 thước. 2 thước 2 vậy các bạn. Mình cắm câu không xa lại ao gần nhau nữa coi. Anh chặt tầm khoảng mấy cây anh? 3-4 cây à? 3-4 cây. Thì chặt thiếu đủ hồi mình kiếm cây khác mình đậm nữa. Chút nhà mình chặt đủ quá. Chút nhà mình nó còn non quá các bạn, nó còn nhỏ quá. Làm này tới tối này. Mất mỏi các bạn ơi, bây giờ mình làm thử để tối mũi dữ lắm. Giờ mình làm là mình cắm cái cây này xuống rồi mình kéo dây ra. Cái dây mình cột lưỡi câu rồi sẵn các bạn ơi, tối mình mới mất mỏi được. Rồi chừng nào mới thâm. Vừa chân giảm mất mỏi chút mình thâm. Đó 10 phút 15 phút mình thâm. Nhiều lúc mình cắm trước cá đấy ăn sau cũng chừng. Ý. Cái đu đủ em anh ơi. Cái đu đủ. Giờ mình chặt mình chặt 5 cây. 5 cây vô cộng đại các bạn. Đi theo chân ổng các bạn ơi. Anh lội hả? Em cầm cho dây em xả đây. Anh nắm đồ dây cầm chỗ đầu đó. Ông đang về cỏ rồi các bạn, về cỏ để mình dễ cầm cái đài với cá nó dễ dính hơn các bạn. Sau đó mình cuộn cái sợi dây vô để mình kéo mà. Mình kéo sợi dây để mình kéo lưỡi á các bạn. Để mình gắn lưỡi vô đây sau đó mình móc mồi tối. Tầm khoảng 6 giờ mấy 7 giờ là mình sẽ móc mồi các bạn. Chiều tối móc mồi các bạn. Chiều tối rồi mình chừng nhắn xong anh ơi. Sâu lắm á. Sâu. Cái dép kìa anh. Dép của em xưa ha. Dép của anh á. Rồi em cầm dây em qua kia đi. Kéo dài qua kia đi. Ông đi còn nhanh hơn mình. Kéo hết ao luôn anh. Hết ao luôn, tới kia luôn. Cho 3 cây nữa các bạn. Quá trời quá cây. Nước bữa nay tốt rồi nè anh. Này các bạn nhìn thấy cái ao này nó rộng lắm các bạn.
nè, nó dài lắm, rộng nữa. Té. Té là không có đường lên á. Sâu á. Thắt lát hả? Sao miếng thắt lát? Ủa bao nhiêu cái lưỡi luôn anh? Hả? Nhiêu đây nhiêu lưỡi à? Móc lâu lắm á. Làm đại làm video. Làm nhiều lưỡi rồi cắm dính để người ta nói mình móc móc cá nữa, câu like nữa. Cái ao này cá nhiều lắm các bạn. Cá lóc với cá guồn, cá thắt lát nữa các bạn. Cá chê. Cá chê. Cá dồ nó cá cha nữa nhưng mà không biết nó nó có thông minh không, nó có tránh lưới, tránh cái lưỡi câu không. Kìa các bạn thấy nó lên tim. Cá ụt kìa bạn, cá ụt đó rồi. Giờ này 4 giờ mà nắng rồi các bạn, nắng lắm luôn. Ốc à. Bắt nhỏ nhỏ kìa. Cái đầu này nè các bạn, giờ mình lội. Giờ mình lội tới đằng đấy lưỡi câu tốt nha các bạn, nha các bạn. Ông kéo nè. Lưỡi câu thì cỡ tối mình nó móc mồi. Gác quá bạn, chỗ nào có gác mình lùa nó ra cho nó đừng có dướng như lưỡi câu của mình hả. Này mình cầm cái cây cái chiều cao khỏi cái mặt nước tầm khoảng nửa găng tay. Cỡ 5 phân các bạn. 5 phân cỡ này. 5 phân cỡ tấc. Cái này cỡ 2 tấc các bạn. 2 tấc. Mình cầm cái dừa tầm cái cá ăn xuống cỡ nhiêu nè, cỡ tấc ạ. Này mình móc ra mồi mồi tôm á bạn. Mình không có mồi à. Ở đây mình không có mồi trùng. Ở đây mình khó đào trùng nữa các bạn, vé mình mua cũng khó nữa. Nên ở nhà mình có cái nguyên liệu gì thì mình lấy cái đó nha. Hột giò chứ gì. Hột giò rồi, xíu nữa uống nước các bạn. Sâu lắm bạn. Đất này múc 2 lần sâu lắm luôn. Lưỡi câu hổm mình tóm rồi mình cũng cắm, mình không cắm các bạn, bữa nay mình mới cắm. Có thể ngồi mình không có mồi mà nó dính luôn các bạn. Ghê vậy? Cá nó lội dính ngồi ăn luôn các bạn. Ghê vậy đó hả? Cá quá trời cá luôn. Cá nhà Liêm ghê lắm. Không có mồi vẫn ăn. Kìa nó ghẻ rồi kìa anh. Mau vậy. Mau vậy. Lội chung chung qua luôn. Gối hả? Nhỏ bị gối. Gối tè le cho các bạn không? Không phải để thì lum đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lưỡi. Tính làm đó lưỡi mà nó ấy quá. Nó gần sát cây à? Này nếu mà đó, u cá ụt à. Nó quặn đó đó.
Này một viền ba lưỡi vậy là tầm khoảng 2 3 6 này 4 à. Này nó 5 luôn á, dài lắm. Tùy theo chiều dài nữa. Giỏi các bạn ơi. Sao vậy Miễn hả? Mấy này nè. Lỗ. Nè lỗ lỗ là cá thiết không các bạn nè. Phải không? Hay là hồi nãy không biết người ta nấu cho nghe. Đây nè. Cái lóc nó đậu nó ưa vô đây nè 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 nè, thấy không? Tí là vô bé. Bữa thấy có một con nó trường như nó nằm cho nó tra bắt được luôn á. Ngoài kia kìa. Ngoài đó đó, bữa tra bắt con đem vô á, qua hôm kia vậy đó. Anh thò thò tay ra chừng kẹt cho nó móc kìa. Con cá. Dạ, là cá gì vậy? Chứ mồi mà, ghê. Kìa kìa kìa, nó ghẻ thiệt kìa. Kìa, cái gì á? Mấy cái làm kèm. Ba, sáu. Này tám lưỡi. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22. Chắc khoảng tầm khoảng 23, 24 lưỡi các bạn. Sảy hả? Sảy, sảy cái này còn cái kia. Các bạn đợi tới mùa mưa đúng không? Mùa mưa là mình đi cắm câu đúng không? Anh thấy cá nó ụt kìa. Nó lên tim luôn kìa. Kìa. Hả? Đợi chút được không? Ăn hết thịt kem này đi. Bên đó là kìa bạn, hàng dừa trái nhóc luôn các bạn thấy không? Dừa lửa, trái nó màu vàng vàng các bạn, uống ngọt lắm luôn. Uống ngọt hơn cái dừa xanh. Nhấn chìm đúng không? Đạp. Tại cái giò mình yếu hơn ổng. Sô ổng không ngã được. Anh cắm cái này cây hả? Đúng không? Này dài lắm hả? Ủa sao này đang kéo chút khiếu à? Các bạn ơi thì ổng anh Liêm ổng cũng móc đang tóm lưỡi câu rồi nè các bạn, mà nó bị gói các bạn ơi, để sở cái nữa là chuẩn bị rồi các bạn ơi. Mình kết thúc video tại đây đi, tới tối mình móc mồi rồi cho các bạn xem tiếp. Bye bye các bạn. Tới tối mình móc mồi rồi mình quay cho các bạn xem tiếp nha. Các bạn ơi nó dính cá kìa các bạn. Nó quậy bùng bùng luôn kìa. Các bạn ơi. Dính một cái giò. Kìa. Thả nó ra đi anh. Quả mẹ đây nè. Dính rồi. Ăn không? Mời cậu bảy xuống không? Thả nó đi. Mình không bắt cá giò các bạn, mình chỉ bắt cá lóc, cá chê với cá thác lát thôi. Nên mình thả con cá giò nó đi nha các bạn. Mẹ.
dính vào con cá gì đây nè. Đây ra. Nó quẩy quá. Thiệt không? Bắt đây. Cái gô này bự bắt ăn đây. Các bạn coi cái gô này nè. Trời ơi, cái gô này nè. Các bạn coi cái gô cỡ này nè. Ôi trời, cái gô nó bự, mập nữa. Đem về nhà đi. Ờ, mình được một con cá này nha các bạn. Yeah. Yeah. Được một con cá. Hãy đem vô nhà đi anh. Dính cá nữa các bạn, dính cá gô. U hai con luôn hả? Hai con, cái gô có nửa kilo các bạn ạ. Ủa? Trời ơi các bạn, coi cá gô nè các bạn. Ui, là trà bự hơn cá gô hồi nãy nữa. Bự hơn luôn. Có một lưỡi câu hai lưỡi anh. Hai lưỡi. Anh cầm mà để em chăng. Anh cầm đi. Sao gỡ con đó luôn? Gỡ từ từ. Ê, con cá gô bự cái này nè trời. Cái gô đồng đó các bạn, mấy cái gô nuôi đi các bạn. Ăn không? Hả? Ăn không? Đây con này các bạn. Dính nè, sửa lại câu để móc mồi lại các bạn. Ô này dạy hai cái gô bự cái này nè. Mình đi thăm chẳng các bạn nghe, mình đi thăm câu rồi gì đó các bạn ơi. Ờ, không thấy đường thì anh quẹo cái đèn á. Hồi chiều giờ nó cũng dính nhiều có gô các bạn, giờ mình đi thăm thêm xem thử nó có dính gì không. Tới tối. Cái gì? Cái bóng tượng hả? Sao nó đính thinh nè? Ồ, dính rõ nè các bạn. Ồ, quá các bạn. Ê, dính cái bóng tượng. Ồ, mập quá ha. Cái này mình nuôi các bạn, mình thả lại các bạn. Nuôi hả? Nuôi vậy thả lại. Giờ mình móc mồi lên nha các bạn, mồi mình làm mồi tôm. Mồi tôm nha các bạn. Búng búng cho cá chê ăn mà. Búng búng cá chê ăn. Các bạn nhìn thấy mũi nó bay xèo xèo luôn không? Đi này đất cục hòn 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 không nè. Không coi, hồi dám văng xong. Cá lóc à? Cá gô à? Cái gô mập ăn cũng ngon. Cái gô đồng. Giờ mình móc mồi lại. Đi thăm tiếp nha các bạn. Tại vì hồi chiều mình kéo cũng dài á. Tầm khoảng em đi theo anh để em văng xong. Tầm khoảng 30 lưỡi. Này các bạn kéo dài lắm. Tới thui không thấy được. Yeah.